Đất nước ta không thiếu những người phụ nữ anh dũng, chịu thương, chịu khó, những người mẹ thầm chôn giấu nỗi đau mất chồng, mất con để tiếp tục lặng lẽ hy sinh cho hòa bình, độc lập, tự do của đất nước. Những cô gái chưa kịp hưởng tuổi thanh xuân đã quên mình đi giao liên, du kích, đúng như câu nói, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Trong video ngày hôm nay, mình muốn gửi tới các bạn năm bà mẹ vĩ đại nhất của sử Việt. Thân mẫu Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Bà Nhữ Thị Thục, người làng Yên Tử Hạ, huyện Tiên Minh, xứ Hải Dương, nay thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Bà là con gái quan thượng thư bộ hộ, tiến sĩ Nhữ Văn Lan, nổi tiếng một thời vì sự liêm khiết và trung thực dưới triều vua Lê Thánh Tông. Sinh ra trong một gia đình vọng tộc nên bà được giáo dục rất chu đáo. Bà lại ham hiểu biết, rất thông minh nên tinh thông Hán học, giỏi văn chương, đặc biệt ham thích bộ môn thuật số. Do học sâu nho học, thấm nhuần tư tưởng tu thân của nho gia nên bà sớm mang trong mình khí chất của bậc quân tử đại trượng phu. Bà được xem là bậc nữ lưu tài hoa và bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ, giỏi văn chương và tài học về lý số. Có thể nói, bà là hình mẫu người phụ nữ rất hiếm gặp trong lịch sử Việt Nam. Nhiều gia đình danh giá muốn được kết thông gia với họ Nhữ, nhưng bà kén chồng rất kỹ, chẳng chịu ưng ai nên mới muộn chồng. Điều khiến ai nấy kỳ lạ là bà chọn kết duyên với ông Nguyễn Văn Định, một thầy đồ ít tiếng tăm, xuất thân bình thường. Tương truyền, bà chọn ông vì cho rằng người này có tướng sinh quý tử, thậm chí còn tính toán chọn ngày giờ hợp cẩn để sinh ra Nguyễn Bình Khiêm. Năm 1491, bà sinh Nguyễn Bình Khiêm, tên khai sinh là Nguyễn Văn Đạt, với mong muốn con trai sẽ thành đạt. Khi còn nhỏ, Nguyễn Văn Đạt đã được mẹ hát ru bằng những câu dân ca hoặc những vần thơ do bà sáng tác. Nguyễn Văn Đạt khôi ngô tuấn tú, có tư chất khác thường, một tuổi đã nói sõi nên năm tuổi đã được mẹ đem kinh truyện dạy cho. Bà Thục đã làm hàng trăm bài thơ lục bát dễ thuộc để dạy con cho việc chơi bi, chơi diều, đánh cờ cho đến luân lý đạo đức làm người. Là người thầy dạy dỗ con về cả thơ ca, kinh sách, cũng giống như mẹ, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm rất thông minh, học 1, biết 10 và say mê lý số. Ông thi đỗ Trạng Nguyên thời nhà Mạc và đã có công đào tạo ra một đội ngũ trí thức kiệt xuất cho nước nhà. Đời sau đánh giá ông là bậc kỳ tài có khả năng nắm được huyền cơ tham gia vào việc của tạo hóa. Xưa này, các tác giả nghiên cứu về Nguyễn Bình Khiêm đều ca ngợi sự tài giỏi và đánh giá cao công lao dưỡng dục của bà Nhữ Thị Thục trong việc hình thành phẩm chất, tài năng, trí tuệ mẫn tiệp và cách ứng xử tài tình của Nguyễn Bình Khiêm. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi căn cứ vào sách Bạch Vân Am cư sĩ Nguyễn Văn Đạt Phả Ký đã khẳng định thần mẫu Nguyễn Bình Khiêm là người thông minh, học rộng, giỏi văn chương, thông kinh sử, lại tinh thông cả lý số thiên văn, đảm lượng và có ý chí của bậc trượng phu. Dân gian còn lưu giữ nhiều giai thoại về tài năng, đức độ, chí hướng của bà. Ngay cả Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm trong bài tựa Bạch Vân Am cũng đã khẳng định công lao cũng như nhiệt tâm của người mẹ trong việc dạy dỗ ông từ thuở ấu thơ. Tại làng Yên Tử Hạ hiện vẫn còn mộ phần của bà. Thái hậu Từ Dũ. Bà tên thật là Phạm Thị Hằng, sinh năm 1810, mất năm 1902, là trưởng nữ của quan lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Hưng. Từ nhỏ đã nổi tiếng hiếu đễ. Năm 14 tuổi, bà được tuyển làm thiếp cho hoàng tử Miên Tông, sau là vua Thiệu Trị. Khi chồng lên ngôi, bà chỉ là cung tần, nhưng nhờ có tư chất thông minh và đức hạnh nổi bật, vua Thiệu Trị ngày càng yêu mến, tin cẩn và nâng bà lên hàng nhị giai phi, rồi phong nhất giai quý phi, đứng đầu các phi hàng nhất giai. Khi vua ngự ở Khâm Văn Điện, nghe chính sự cùng các cơ mật đại thần, quý phi được lệnh ở sau rèm cùng nghe. Sau đó, khi vua hỏi, bà thuật lại không sai một chữ và có thể đưa ra lời khuyên giải. Ở ngôi cao, bà vẫn luôn thể hiện lòng nhân từ với mọi người trong cung, chăm non, yêu mến tất cả các hoàng nam hoàng nữ dù không phải là do mình sinh hạ. Khi lên ngôi, vua Tự Đức, con trai bà, muốn tấn tôn mẹ là Thái hậu, nhưng hết lần này đến lần khác bà chối từ. Hai năm sau mới chấp nhận. Thái hậu Từ Dũ thường nhắc nhở Tự Đức về đạo làm vua, phải dùng những ông quan thanh liêm có lòng nhân nghĩa để lương dân bất khổ. Và dù con là bậc chí tôn, bà vẫn dạy dỗ nghiêm khắc. Có lần Tự Đức đi săn, gặp phải nước lụt không kịp về cung, trong khi chỉ hai ngày nữa là dỗ Thiệu Trị. Nửa đêm về đến nơi, vua vội vàng đi thẳng sang cung mẹ lạy xin chịu tội. Đức Từ Dũ ngồi xoay mặt vào màn im lặng, vua bèn lấy cây roi mây dâng lên rồi nằm xuống xin chịu đòn. Bà mới quay ra bảo, thôi, tha cho. Đi chơi để cho quan quân cực khổ thì phải ban thưởng cho người ta, rồi sớm mai đi hầu kỵ. Đêm đó, vua phải thức rất khuya để thực hiện những điều mẹ dạy. Bà cũng nhắc vua Tự Đức về sở thích đi săn. Vật cũng như người, bắn chết con trống thời, con mái thương nhớ. Bắn con thời, con mẹ thảm buồn. Giữa thời bắn làm chi? Muốn tập bắn thời, bắn súng tiểu thương cho quen, bắn bia hay hơn. Thái hậu Từ Dũ nổi tiếng về lối sống tiết kiệm. Có lần, Tự Đức thấy cái túi đựng kính của mẹ cũ quá, nhiều chỗ xuất chỉ bèn xin đổi cái khác. Thái hậu bèn nói, nếu đổi cái túi mới thì lâu rồi nó cũng sẽ cũ như vậy, chỉ bằng cứ để nó mà dùng cho tiện hơn không? Hàng ngày, cung nhân dâng đèn sáp để thắp sáng, bà cho cắt bớt đi. Lâu ngày dồn được nhiều lại đem vào kho của triều đình. Tiết kiệm như vậy một phần vì Thái hậu rất thương dân,
Việc bà luôn từ chối làm lễ mừng thọ cho mình cũng vì không muốn làm dân khổ. Bởi vậy, vua Tự Đức rất tôn kính mẹ. Những lời mẹ dạy đều được ông ghi vào sách Từ Huấn Lục. Thái hậu Từ Dũ mất ngày 12 tháng 5 năm 1902, thọ 92 tuổi. Bà được dâng tên Thụy là Nghi Thiên Tán Thành Từ Dụ, Bác Huệ Trai Túc Tuệ Đạt Thọ Đức Nhân Công, Chiêu Hoàng Hậu, gọi tắt là Từ Dụ Nghi Thiên Chiêu Hoàng Hậu. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Thái hậu Từ Dũ luôn được mọi người ca ngợi và thán phục. Bà là hình ảnh mẫu mực của các bà mẹ Việt Nam trong phép dạy con, và cũng bởi những đức tính tốt đẹp của bà, người ta đã chọn tên bà để đặt cho một bệnh viện. Bệnh viện Từ Dũ tại số 284 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thân mẫu Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất năm 1901, là con gái của cụ Tú Hoàng Xuân Đường ở Nam Đàn, Nghệ An. Lớn lên trong gia đình trượng nghĩa, tại vùng quê giàu truyền thống văn hóa, bà có sự am hiểu sâu sắc đối với loại hình hát phường vải và là thiếu nữ hát phường vải có tiếng. Tuy gia cảnh khấm khá, dung nhan xinh đẹp, bà vẫn chăm chỉ việc đồng áng và là thợ dệt giỏi trong vùng. Năm 15 tuổi, vượt qua định kiến, bà kết hôn với ông Nguyễn Sinh Sắc, chàng trai làng Sen mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cụ Hoàng Xuân Đường nhận nuôi. Ông Sắc tư chất thông minh, chịu thương, chịu khó, được cụ Đường dạy dỗ từ bé để theo đòi khoa cử. Sau khi kết hôn, bà Loan tần tảo canh cửi chăm chồng đèn sách, chăm sóc ba đứa con thơ lần lượt ra đời. Khi ông Sắc đi Huế ôn thi, do túng thiếu nên nhờ vợ lên kinh giúp đỡ. Bà Hoàng Thị Loan để con gái đầu lòng mới 11 tuổi ở lại đỡ đần ông bà ngoại. Còn mình đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm 7 tuổi và Nguyễn Sinh Cung 5 tuổi, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Huế. Ở đây, bà nuôi sống gia đình bằng nghề dệt vải. Công việc vất vả, sức khỏe lại yếu dần sau lần sinh người con thứ tư năm 1900. Bà Loan sinh bệnh rồi qua đời ở tuổi 33 vào tháng 2 năm 1901, chỉ một ngày trước lễ ông Táo chào trời, trong khi chồng và con trai cả đang ở Thanh Hóa. Hơn 11 năm sau, hài cốt của bà được con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh đưa về an táng tại vườn nhà, và đến năm 1942 được trưởng nam Nguyễn Sinh Khiêm cải táng ở núi Đại Huệ. Khu mộ của bà ở đây được xây lại khang trang đẹp đẽ từ năm 1984. Tuy cuộc đời ngắn ngủi, bà Hoàng Thị Loan có ảnh hưởng lớn đến các con của mình, không chỉ là sự tần tảo hy sinh với tấm lòng nhân hậu, thương người, và bà dạy con những bài học về đạo lý làm người, lòng nhân ái từ những ngày thơ ấu, truyền cho con tình yêu đối với văn hóa dân gian, với quê hương đất nước. Vì thế, trừ người con út sớm qua đời chỉ sau mẹ ít lâu, cả ba người con lớn của bà đều dành trọn cuộc đời cho đồng bào, đất nước. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Các bạn thân mến, người mẹ vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam chính là mẹ Việt Nam anh hùng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Việt Nam đã giành được hòa bình, giữ vững chủ quyền. Song, những mất mát mà chiến tranh gây ra thực sự rất nặng nề, đặc biệt là đối với những người phụ nữ. Họ không chỉ hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình mà còn mất đi người chồng, người con và người cháu thân yêu. Họ là những người mẹ Việt Nam anh hùng cao cả. Sự hy sinh của họ rất đáng để toàn bộ người Việt Nam gọi họ bằng một chữ thiêng liêng nhất, mẹ. Một trong những người mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu là mẹ Nguyễn Thị Thứ. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904. Theo giấy căn cước chế độ cũ, mẹ sinh năm 1902 tại xóm rừng, thôn Thành Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Mẹ Thứ đã gửi chọn tình yêu nước cho các con để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chống ngoại xâm. Mẹ Thứ có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ. Là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ kéo dài gần 30 năm. Từ năm 1948 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, mẹ Thứ trở thành bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, được lấy làm nguyên mẫu xây dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Thứ lần lượt nhận 9 giấy báo tử của các con. Tại khu vườn nhà của mẹ có 5 hầm bí mật, nơi mẹ và con gái đầu Lê Thị Trị nuôi giấu nhiều cán bộ, bộ đội, du kích quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trên miệng hầm, mẹ thả hàng chục con bò ăn cỏ ngay trong vườn. Lúc không có quân đối phương, hai mẹ con lại mở hé cửa hầm cho họ dễ thở. Khi có động thì lại giả vờ đi coi bò để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Đã có hàng trăm cán bộ, bộ đội, du kích được gia đình mẹ họ Thứ chở che, chăm sóc. Mẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào ngày 17 tháng 12 năm 1994. Năm 2009, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng được xây dựng trên đỉnh núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, lấy nguyên mẫu từ hình tượng của Mẹ Thứ, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, hiện cũng có con đường tên là Mẹ Thứ. Năm 80 tuổi, Mẹ Thứ mù đôi mắt, sống với con gái ở quê nhà, sau đó chuyển sang Đà Nẵng, sống cùng với con út Lê Tự Tân cho đến khi mất ở tuổi 106 vào ngày 10 tháng 12 năm 2010. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Suất.
Mẹ Xuất tên thật là Nguyễn Thị Xuất, sinh năm 1908, mất năm 1968, là một người phụ nữ anh hùng lao động trong chiến tranh Việt Nam, người đã lái đò chở bộ đội, thương binh, đạn dược qua sông Nhật Lệ trong những năm 1964-1967. Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Miền Bắc Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho lực lượng cách mạng miền Nam. Lúc đó mẹ đã 58 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Kể từ đó, trong suốt những năm 1964-1966, mẹ vẫn giữ vững nhiệm vụ của mình, đã chèo hàng trăm lượt, ngay cả những lúc máy bay Mỹ ném bom oanh tạc ác liệt. Mẹ được những người cán bộ và bà con gọi với tên quen thuộc là Mẹ Xuất. Tổng cộng ước tính mỗi năm, Mẹ Xuất qua lại lên đến 1.400 chuyến. Trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966, tổ chức ở miền Bắc, Mẹ Xuất được mời tham dự. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước. Cuối năm 1968, khi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, mẹ ngừng công việc chèo đò di chuyển lên vùng cao hơn. Ngày 21 tháng 8 năm 1968, trong một lần đi ở bến đò Bảo Ninh sơ tán ở phía nam cách bến đò cũ 3 km, mẹ Nguyễn Thị Xuất mất trong một trận bom bị Mỹ oanh tạc. Sau đó, mẹ được nhà nước công nhận liệt sĩ. Trên đây là hình ảnh năm bà mẹ vĩ đại, đại diện cho hàng triệu bà mẹ mẫu mực, hết lòng vì gia đình, đất nước. Cảm nhận của các bạn về các mẹ ra sao?